Ok, mình đã order xong rồi. Bây giờ chuẩn bị chờ đồ ăn ra. Hiện tại đang là 9 giờ rưỡi sáng, hôm nay ngủ dậy hơi trễ mà quán mình rất là đông. Nước đã ra rồi, mình sẽ kêu Tetris là trà sữa. Còn cái này là cà phê, màu giống giống nè, màu không có khác nhau như mấy. Mà nó nóng nha, trà sữa ở đó là trà sữa nóng lạnh. Nếu mình không có nói đá là sẽ auto là trà sữa nóng. Ở trên này có bọt. Phê y chang. Ngon. Nó béo lắm. Màu à? Đó là trà sữa nha, giờ mình xuống cà phê. Nhạt hả? Uống cà phê Việt Nam quen rồi á, đủ rồi đi, không quen, nó nhạt lắm. Nó là một cái sự nhạt hơi ngọt nhẹ và có vị cà phê, nó có mùi hương cà phê thoang thoảng thôi chứ nó không phải là cà phê, nó giống như là nước sữa hương cà phê, hương cà phê chứ không được là cà phê sữa nữa. Nhưng mà trà sữa ngon. Cơm của mình đã ra rồi, thơm mùi mắm, không phải mùi mắm không. Ở đây có trứng nè, rau, một xíu rau, trứng với lại cá khô. À, cái mùi đó là mùi cá khô thì chị cảm thấy giống mùi mắm. Nó đang suy nghĩ là ở đây người ta cũng ăn mắm hả? Nhưng mà do nó có cá khô thì nó sẽ có cái mùi đó. Của chồng mình, nhưng mà cái món này mình ăn không hợp cho nên là chồng mình đang phải ăn cái món đó cho mình rồi. Đây là món gì anh, roti hả? Không biết nó là món gì hết. Và ở đây nó có một cái bánh này mềm mềm, ở ngoài nó giòn giòn, ở trong mềm mềm, nhưng mà trong này nè như là có chuối hả hay khoai gì á, nói chung là có chuối, có vẻ là chuối. Rồi nó có một cái dĩa nước sốt mềm mềm bên này để chấm cà ri, nó là cà ri, mùi giống cà ri. Rồi về ăn thử nha. Đúng rồi, nó là chuối. Bánh này giống như bánh nan ăn chống với cà ri thôi, nhưng mà phiên bản là bánh nan này có chuối hả. Này nước cà ri nó lỏng lắm nha, nó không có thể đặc. Bánh ngon lắm. Anh ăn cái bánh này ra em bị là anh thích cái bánh này. Bánh nó mỏng và nó giòn và nó béo, thơm nữa. Bánh ngon hơn cái bánh nan Ấn Độ mình ăn ở Việt Nam. Ăn thử cái chỗ có cái miếng chuối của nó là sao. Thì nó có chuối thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà cái bánh ngon. Mình đến nhà thờ Hồi giáo này nè, nhưng mà không được vô bằng cổng chính, phải đi bằng cổng khác. Cái này. 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 Cái
lên cái mục tiêu này rõ rồi. Khi được mặc đồ thì anh này sẽ dắt mình đi vào, chứ không phải là muốn tự đi là đi, là sẽ được dắt đi. Mà hay là do mình đi sớm hay sao mà không có thấy nhiều người ha. Rồi mình sẽ đi vào trong này. Họ làm gì đây? Ok. Hello. Hello. Ok. So you can ask any questions you want, yeah? Okay. And you can take any photos also. Okay. Mình đang vô bên trong rồi, rộng lắm, cực kỳ rộng luôn. Ở trong này thì nó nhỏ nhỏ thôi, không nên nói to, nhưng mà siêu to, siêu rộng. We don't create anything to resemble Allah, because He is the creator. Anything we create is our creation, so He's beyond our imagination. So that is why you will see here there are no idols, nothing to resemble God. But so I will show to you. This is the Quran. Have you ever seen it? Not yet. Never. So you read from right to left, like okay. That. Yeah. Chị sẽ tặng mình cái ảnh nam châm. Okay. Thank you. Hỏi là muốn tip cho chị một ít, chị hướng dẫn viên một ít, nhưng mà chị kêu là bỏ vào cái thùng donate để xây dựng và sửa sang cái chỗ này, chứ không có lấy tiền cho bản thân. Với lại đây cũng không phải là công việc chính của chị, mà chị có công việc full time khác. Còn cái chỗ này giống như là chị tình nguyện đến đây chị làm thôi, nhưng mà cỡ khoảng 5 năm rồi. Đã kết thúc chuyến tham quan ở đây, không có tốn vé vào cổng, và được hướng dẫn viên đón tiếp rất là nhiệt tình, và được giải thích rất là kỹ về tôn giáo, về kiến trúc, về tất cả mọi thứ luôn. Và mình rất là thích, kể cả mấy chú bảo vệ support ở bên ngoài cũng hướng dẫn lối vào. Nói chung là mình sẽ nghĩ là chắc là đi vào là tự tham quan thôi, nhưng mà không, tức là rất là ok. Bây giờ thì mình đang lên xe để tiếp tục đi tham quan một điểm nữa, đó là chùa Thiên Hậu. Sắp đến rồi, mình đến rồi. Nãy là nhà thờ Hội Thánh Giáo đúng không? Bây giờ mình sẽ đi chùa. Không mua vé không mình còn không biết nữa. Nắng lắm, hôm nay rất là nắng. Cô này là người Trung Quốc. Treo cờ quá trời luôn, tại vì sắp lễ Quốc Khánh á. Cho nên mình đi đến đường, ở đâu cũng có cờ hết. Cái bản chỉ dẫn mình đi lên từ tầng 2, chắc là tham quan từ tầng 2 xuống, chứ không phải là từ dưới lên. Lên này đẹp nha. Đẹp quá vậy. Đông. Chỗ này là chụp hình đẹp nè, mình thấy người ta chụp hình quá trời. Đẹp ha. Tham quan nha. Ở đây bước vô một cái là nghe toàn mùi nhang. Cái này là sóc quẻ hả? Rồi sao sóc? Trong này là sao sóc ta? Trong này là mấy cái số rồi. Sao? Rồi sao để nó rớt ra? Chắc đó là cái máy gì đó mà mình không biết nó hoạt động như thế nào. Rồi không biết nữa. Còn ở đây là người ta bán đèn cầy. Khách sẽ mua đèn cầy rồi
đi ra ngoài đó thắp lên. Nè, bên trong mọi người sẽ thắp đèn cầy lên xong rồi bỏ ở đây. À không phải, anh này anh sẽ cầm cái đèn cầy ảnh cầu nguyện này xong rồi mới bỏ cái đèn cầy vô đây. Ok, đây người ta cầu nguyện này. Nhưng mà khác một cái là ở bên chùa Bà Thiên Hậu ở bên quận 5 ở Sài Gòn mình là có vụ treo cái đèn lồng lên, treo cái đèn gì cuốn dài lên á. Còn bên này thì ngược lại là sử dụng cái đèn cầy. Cái này là cách làm là cầm như vậy xong thả ra, à xong nó lấy cái cao nhất lên là số 15 đâu đây. À cái này có tiếng Anh nha, patient key to success, nghe chưa, phải kiên nhẫn. Ý nghĩa là mình được sinh ra với sự may mắn, cho nên là đừng hoại phí sự may mắn đó. Bên trong này cũng có mấy cái máy thả quẻ nữa đó, mấy anh người kia cũng đang làm thử. Bên trong này có 1, 2, 3, 4 cái nữa, nhiều lắm, ai cũng thử. Tây anh Tây cũng chơi xong. Đó. Ở bên này là ở đây có wifi. Với lại là trong đây là mát lắm, có máy lạnh nên mát rồi à. Và ngoài mát rồi luôn. Chứ không hề bị nóng được nha. Rồi ở đây cũng có một cái nơi để mà ăn, ngồi ăn, có bán nước rồi, không biết có bán đồ ăn không, thấy có bán nước. Ủa cái gì nước gì này hay lắm, có nước chanh, sữa đậu nành, cỡ 15.000 Việt Nam một ly. Có thật sự hả? Em muốn sôi đậu nành đi. Mình sẽ uống soy milk. Cái này nè, cái này là gì? Cái này là gì không biết nè. Trà hoa cúc. Ờ hả? Thôi không uống trà hoa cúc đâu. Uống này. Bây giờ mình sẽ uống thử cái này. Sữa đậu nành và thạch. Chỉ là sữa đậu nành và thật thôi. Chanh xíu muối. Chua. Chua với lại đắng nữa. Sao không thấy mặn mặn của xíu muối ha? Chua lắm. Mình đang đi ra chợ trung tâm để ăn trưa, để xem người ta bán cái gì. Nó giống như là, ai biết, mình cảm thấy giống như chợ Bến Thành vậy đó. Một chợ ở giữa trung tâm thành phố, xong rồi đông, mà đa số là khách du lịch. Được xây từ năm 1888, lâu lắm. Đây là chợ. Xung quanh người ta để xe ô tô rất là nhiều. Đó, chợ đó. Mình đi vô trong rồi đây. Ôi mà bên trong này đẹp lắm, bán nhiều đồ ăn lắm. Ừ.
nhưng mà nhiều đồ ăn hơn. Bên này là chợ bán trái cây, bên này thì bán đồ lưu niệm, quần áo. Chắc là sẽ có một cái khu mà nó nhiều đồ ăn hơn ở đây. Ở đây giống để mua sắm. Đây là cái food court. Trong này sẽ có mấy cái hàng, mấy cái kiosk bán đồ ăn như vậy, rất là nhiều kiosk luôn. Giống bên Thái á. Xong rồi mình sẽ mua. Món ăn thì lắc sao?